Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình sẽ mua con cá chấm này về để con để sẽ nhờ em bán cá làm giúp mình nhá. 5 cân đi xem. Chị ơi, thì làm giúp cho em con lấy 7 cân đi con đó. Nó thì sao? Ơi, chị bán tương. Đó. Nó quay tổng đi cả. Đâu rồi chị? Tổng đây là. Bên đằng này ạ. Mình xin mến chào quý ông bà, cô chú, các anh chị, các bạn và các em đang bất chút thời gian xem kênh của hai bà cháu Trang. Lời đầu tiên mình chúc tất cả mọi người từ tận đáy lòng một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an, công việc làm ăn suôn sẻ và thuận lợi nhé. Hôm nay mình có đi chợ mua được một con cá chấm bỏ 3 kg. Bây giờ mình sẽ về sơ chế và kho cá cho gia đình mình, thì mình cũng mời tất cả mọi người cùng tham khảo nguyên liệu với lại bà cháu Chen nào. Cá ở đây mình đã rửa sạch và sơ chế để ráo nước như này rồi. Và nguyên liệu kho cá gồm có sả một củ mình băm ra đây như này rồi, và một vài tép tỏi và một củ hành khô, một ít riềng thái lát và 2 củ hành tím bổ cau và 3 tép tỏi, 3 quả ớt đập rập, 3 củ sả sắt khúc, 1 quả ớt sừng không cay băm nhuyễn và 1 ít riềng rã nhuyễn nhé. Và các nguyên liệu gồm có đường, nước mắm và muối, mì chính, hạt tiêu, hạt nêm. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào ướp cá nào. Bây giờ bắt đầu mình ướp nhé mọi người ơi. Mình cho ở đây nửa xìa cà phê hạt tiêu này, nhà mình ăn tiêu đen. Tiếp theo 2 xìa hạt nêm, 2 xìa cà phê ấy mọi người nhá. Một xìa cà phê mì chính. Hai xìa cà phê muối trắng. Và mình cho cái phần riềng rã nhuyễn vào. Mình cho nửa xìa ăn phở sả băm và 1/3 xìa ăn phở tỏi băm và nửa xìa ăn phở hành băm. Và mình cho vào đây 2 xìa cà phê dầu hành phi mọi người nha. Mình đi ngang tay vào và sẽ ướp đều mọi người ạ. Mình ướp cho cá thấm ngấm gia vị. Cá chấm này mình kho cách này cũng rất ngon, ngọt cá, dai cá và rất là thơm luôn. Mình mời mọi người tham khảo kho theo cách của mình nhé. Cá này mình kho dội thôi chứ mình không kho kỹ. Mình kho chỉ tầm trong vòng 20 phút là có thể sử dụng được. Rút ngắn thời gian mà ăn cá cũng rất ngon. Nhà mình thích cá kho kiểu này chứ cá kho dừ mà kho đôi 3 tiếng thì nhà mình cũng không thích ăn. Cá bở không được dai cá mà không được ngọt cá như mình kho theo cách này mọi người ạ. Với cá chấm thì mình kho theo cách này thì mình thấy ăn rất là ngon, ngon hơn các loại cá khác mọi người ạ. Đó, mình đã ướp xong và mình sẽ để đây cho thấm ngấm gia vị tầm khoảng 20 phút, sau đó mình sẽ cho đi áp chảo mọi người nhá. Sau khi chờ đợi cá thấm ngấm gia vị, mình sẽ lót hết cái phần sẻ lúc nãy mình đập dập sắt khúc vào đây. Mình lót ở dưới đáy nồi như này thì giúp cho phần cá của mình vừa thơm mà vừa không bị bén nồi nữa.
rất thơm đó mọi người ạ. Một lượt xả, một lượt riềng. Cái như này mình xếp cho kín đáy nồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi pha nước sốt để kho cá nào. Mình cho vào đây 4 xìa ăn phở nước mắm. Nhà mình sử dụng nước mắm Nam Ngư cho nên là cũng không mặn mấy. Mình cho 4 xìa luôn. Và một xìa cà phê muối trắng. Ba xìa cà phê hạt nêm. Một xìa cà phê mì chính. Sau đó mình sẽ cho nước đun sôi vào đây, là mình lúc nào kho mình sẽ cho nước đun sôi vào đây và mọi người nhá. Khuấy đều. Bây giờ mình sẽ cho nước đun sôi vào đây. Nước đun sôi vừa đun xong rồi mọi người này. Mình cho một bát nước đun sôi này. Đó. Khuấy đều và tan cho tất cả các cái gia vị này tan ra, sau đó mình đi áp chảo cá và đổ vào nồi cá kho. Rồi bây giờ cá mình cũng đã ướp được 20 phút, bây giờ mình sẽ áp chảo cá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đi áp chảo cá nhá. Chảo nóng mình cho vào đây một môi dầu ăn này. Đó. Đợi dầu ăn nóng mình sẽ đi áp chảo cá luôn. Chảo nóng mình sẽ cho cá vào áp chảo nhá. Mình áp chảo qua cá này giúp cho cá rắn, săn mặn rất thì ngon. Tại vì mình kho, không kho dừa, mình kho dội, mình rán cá qua cho cá dai mà ngon, không bị tanh nữa. Cá mình áp chảo qua này, bây giờ mình sẽ áp sang chảo bên này để mình kho. À, cứ thế mình tiếp tục mình rán cho đến hết đây. Bây giờ mình sẽ đi canh nước màu nhá. Nước màu đường mình cho đây nửa môi dầu ăn, tương đương với là một xìa rưỡi ăn phở dầu ăn. Mình cho vào đây 3 xìa ăn phở đường mọi người, 3 xìa vừa vừa mọi người nhá. Đây mọi người ơi, đường của mình đã tan, chuẩn bị ngả sang màu cánh gián. Đó, mình thích đậm thì mình cho đậm, mà thích vừa vừa thì mình để vừa vừa nhé. Như cái này là được rồi này mọi người này. Mình sẽ cho cái phần sẻ băm và hành băm, tỏi băm vào đây mình xào. Thank you.
Tiếp theo mình sẽ cho cái phần ớt sừng băm ở đây. Ớt này là ớt không cay mọi người nhé. Nhà mình không ăn được cay, có cháu nhỏ cho nên là mình sử dụng ớt sừng. Còn nếu nhà các bạn ăn được cay thì các bạn băm cho mình được quả ớt cay vào đây. Đó, lên màu hấp dẫn chưa mọi người? Rồi, tất cả của mình đã thơm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước lúc nãy mình hòa tan đây rồi. Mình cho đây, mình đun sôi trở lại và mình cho sang nồi cá kho nhé. Thì cái hỗn hợp đã sôi, mình sẽ cho hết cái hành lúc nãy mình thái bổ cau này và vài tép tỏi vào đây nhá. Mình kho cùng cho thơm, cho lên mùi, rất dậy mùi, rất ngon luôn ấy. Ớt mình cho sau cùng. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước sốt này sang nồi cá kho của mình nào. Rồi mọi người ơi, mình sẽ dưới hết cái phần nước sốt này sang đây. Đó, thơm lắm rồi đó mọi người ạ. Rồi mình sẽ đậy vung và đun sôi trở lại nhá. Thì cá của mình đã sôi được 5 phút đi mọi người này. Mình sẽ múc cái nước này và mình dưới lên. Mình hạ lửa nhỏ mọi người nhé. Sôi liu riu. Mình để sôi liu riu này. Mình đun thêm độ khoảng 15 phút nữa là được. Các bạn đừng kho to lửa nhé. Nếu mà kho to lửa là cá của mình hay bị xác cá. Không dai cá, không ngon. Đó. Bây giờ mình cho ớt vào mọi người ạ. Mình cho 3 quả ớt tập tập vào nha. Rồi, mình để đây đun thêm 15 phút nữa. Đây mọi người ơi, cá của mình đã kho được 20 phút rồi đây này. Đó, cái nước sốt cá của mình hấp dẫn chưa mọi người? Mình dưới lên thêm một lượt nữa này. Đó, rất chi là hấp dẫn luôn. À, bây giờ mình sẽ trang trí vào đây. Thêm một quả ớt thái cau, thái hoa, vài lá hành nữa này. Rồi, thế là mình đã hoàn thành xong nồi cá kho của mình rồi. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Mình mong mọi người áp dụng công thức của mình kho cá cho gia đình, đổi món bữa cơm cho gia đình. Cách kho cá của mình như này rất chi là tiện lợi, rút ngắn thời gian và tiết kiệm được tiền điện, tiền ga, than củi nữa nhé. Mà ăn cá thì lại rất ngọt, dai cá và thơm. Mình chúc mọi người thành công, kho thành công món cá này. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.